Các vị muốn hiểu được ngài Ca Diếp cười cái gì thì các vị phải tìm ngài Ca Diếp các vị hỏi. Ngài Ca Diếp ngộ được cái đó thôi nha. Chúng ta chỉ biết rằng là ngài cười như vậy là mật chỉ của Đức Phật đã ấn truyền cho ngài Ca Diếp như một cái dẫn người là tâm truyền tâm của thiền tông, người ta xem như là ấn truyền cho một cái người tiếp theo là như vậy. Còn ấn truyền như thế nào thì các vị phải đạt được tới trình độ như vậy các vị mới cảm nhận được. Bởi vì do trong thế giới của chư Phật thì chỉ có Phật với Phật mới hiểu mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Còn các vị kêu tôi hiểu Phật sao tôi hiểu nổi thì cái đó là cái nghĩa mà chúng ta biết chắc chắn rằng đó là một cái sự gọi là ẩn ý mật truyền của Đức Phật và đối với cái ngài Đại Ca Diếp. Thì thiền tông người ta là như vậy, người ta đưa lên một cái biểu tượng chân truyền như vậy trong cái hệ thống của Phật giáo thiền tông. Rồi cái việc mà tôi nói về các cái này là theo học thuyết của Tịnh Độ, cái thời gian của mỗi chúng sinh từ trong liên hoa quá sanh nó lệ thuộc vào cái phước nghiệp của mỗi con người. Nếu người đó cái khả năng tu hành cái công đức lớn và cái phiền não đã mỏng rồi thì thời gian ở trong hoa sen không lâu. Có những người gọi là họ đã chuyển hóa được mọi thứ tốt đẹp nhất nơi trần gian, cho nên khi tái sanh vào thượng phẩm đó thì gần như là họ diện kiến trực tiếp Đức Phật A Di Đà. Cái này tôi nói theo cái học thuyết nha. Nè. Rồi còn những vị mà gọi là chúng ta có đủ cái duyên cái nguyện để được tái sanh hay là bản sanh Tây Phương, nhưng mà chúng ta chỉ là những cái biên địa hay là ở hạ phẩm thôi, thì thời gian để được thuần hóa trong hoa sen sẽ rất lâu dài, thậm chí nhiều kiếp. Rồi sau đó khi mà gọi là chuyển hóa gần sạch hết rồi hoặc là sạch hết rồi thì mới được diện kiến Đức Phật A Di Đà. Cái nghĩa là như vậy nha. Thì ở đây là do cái công đức tu hành và chuyển hóa nghiệp lực của mỗi con người mà thời gian diện kiến Đức Phật A Di Đà khác nhau. Cái này là dựa vào học thuyết mà tôi nói với các vị. Còn cái đó bao lâu rồi, chừng nào các vị về các vị trả lời với giờ tôi chưa tới. Tôi không biết là bao lâu. Cái này tôi chỉ là đọc theo các cái kinh điển được mô tả diễn tả lại như vậy mà tôi chia sẻ với các vị, để hiểu rằng mỗi một tông một học thuyết nó có những cái mà gọi là nó đặc thù riêng như thế nào. Mà tôi dẫn chứng cái này là vì nó liên quan đến cái từ hoa sen. Đi qua xe. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi các vị có phát biểu gì thêm không? Thầy mời cái này cắt ngay khoảng 3 năm cũng vì lý do là hết giờ. Thầy có nói là khi nào có cái dịp thì thầy sẽ giải thích. Như vậy trong cái tập độ ta không độ nàng hoặc bà chư tăng, hoặc là trong kinh sách cũng có nói là nguyện kiếp sau để trở thành người nam. Như vậy thì không có sự những tội nghiệp cho mấy bà mấy cô ở đây đồng hơn người nam. Như vậy được kiếp sau mà trở thành người nam thì như thế nào, và nguyên nhân như thế nào mà Đức Phật hoặc là kinh sách nói như vậy? Chú muốn hỏi trời. Đông hơn tôi hỏi cho chú bức xúc giùm mấy cô cái nghĩa độ ta không độ nàng, cái đó là thầy không có nhớ. Cái đó phải nằm trong cái ngữ cảnh, cái nội dung gì đó thì thầy mới có thể nói được. Chứ tự nhiên độ ta không độ nàng thì thầy biết độ cái gì? Thì các vị phải cho ra cái nội dung độ ta không độ nàng là cái gì, hay là đó thầy nói cái gì, hoặc là cái bài về nào liên quan đến cái từ ngữ độ ta không độ nàng như thế nào thì thầy mới biết đường trả lời. Dạ, tôi nói là như thế này, là vì chư tăng hoặc là sách vở có thường nói là nếu mà nguyện một kiếp sau đó để trở thành người nam
mày trở thành người Nam, nó giống như là đồ ta không đồ nàng, vì cái ta đó là ông sư trong chùa. Mà nếu không có nghĩ đến người nữ mà kiếp sau mà tất cả đều là thành người Nam hết trơn, nguyện nguyện được như vậy thì như vậy là không có sự công bằng đối với nữ. Thì tôi thầy, cái nguyên nhân sao mà nguyện trở thành người Nam? Vậy đó có dính gì đồ ta không đồ nàng? Cho nên thầy nói với các vị là cái gì đó cũng phải nêu ra cái duyên do, cái nội dung như vậy thì mình mới biết cái nghĩa của trả lời như thế nào. Còn ở đây thầy chỉ lấy cái ý là tại sao trong kinh điển có nêu là cái vấn đề gọi là có nguyện để kiếp sau là trở thành thân nam tử đó. Thật ra cái này là cái nghĩa của biểu tượng nhiều hơn. Bởi vì cái từ nam tử hay là cái từ trượng phu trong kinh điển Phật giáo nó không phải chỉ cho người đàn ông. Cái từ trượng phu đó, ví dụ như bây giờ tất cả những người xuất gia khi bắt đầu quỳ ở trước cái thầy thế độ của mình để chuẩn bị cạo tóc thì đều đọc một câu một là thiện tai thiện nam tử năng liễu thế vô thường. Chứ không phải là cái người đó là người nữ đi xuất gia rồi á, là mình sẽ đọc là nữ tử. Không phải như vậy. Bởi vì cái chí của những người đi xuất gia là gọi là chí trượng phu. Mà chí trượng phu ở đây nó lệ thuộc vào cái bản lĩnh, cái chí nguyện của người đó. Chứ nó không phải là thuộc về giới tính. Các vị nên nhớ cái này. Khi mà cái người ta dùng cái từ thiện nam tử á, hay là cái từ mà trưởng phu đó, nó không lệ thuộc vào giới tính nha. Trong Phật giáo mà ai là người có chí xuất trần như vậy, là đủ bản lĩnh như vậy, người ta gọi là chí trưởng phu. Ví dụ như mà cỡ hai Bà Trưng Bà Triệu đó thì ông nào có thể sánh bằng. Cho nên ở đây trong cái tinh thần của nhà đạo nhìn vào cái bản chất của một con người. Vì vậy Đức Phật là người thừa nhận cho nữ giới đi tu và có khả năng giác ngộ như nam giới, chưa bao giờ xem thường vai trò của nữ giới trong suốt quá trình lịch sử. Không phải là một tôn giáo, cũng không phải là một cái nhìn để gọi là phân chia. Cho nên các vị biết rằng cái từ mà nguyện gọi là tái sinh để kiếp sau làm thân nam tử đó, nó không phải là cái cách mà gọi là thuộc về giảng mà từ ban đầu, mà có thể do một vài kinh, do quá trình mà gọi là du nhập tùy hoàn cảnh của quốc gia đó người ta sẽ đề cập vào. Ví dụ trong những thế giới trọng nam khinh nữ, vai trò của người nữ được nâng cao, vai trò của người nam được nâng cao, cái người nữ bị đè ép xuống ở một cái vai trò thứ yếu. Và nhất là trong những đất nước như cả Trung Quốc, Việt Nam, hay là trong những cái giai đoạn mà đất nước ở phương Tây mà người nữ không được cái quyền của mình, tức là trước cái giai đoạn mà gọi là ngày phụ nữ quốc tế đó, thì người nữ cũng không phải là những cái người mà được nâng cái vai trò quan trọng, bị đàn áp, bị đè bẹp, bị đủ thứ áp lực rất là nhiều. Cho nên người ta có nguyện vọng là người ta chán cái bản thân người ta. Người ta sinh ra là một người nữ, người ta bị thiệt thòi trong một cái đất nước đó. Nhưng mà ví dụ bây giờ sinh ra người nữ trên đất Mỹ này thì ngon không? Mấy ông đàn ông so sánh không? Trẻ em là nhất nè, người già rồi tới gì đó, phụ nữ không? Rồi tới gì? Con chó mà tới đàn ông. Cho nên ở đất Mỹ này người ta sẽ nói con nguyện đời đời sinh ra con làm thân nữ, chứ đâu có nguyện làm thân nam đâu. Cho nên các vị sẽ biết rằng là những kinh mà thuộc về là kinh bất liễu nghĩa, kinh nó có hai, một kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa là những kinh phương tiện, những kinh tùy vào hoàn cảnh của nhu cầu xã hội, biên chép lại một mức độ nào đó để đáp ứng những kỳ vọng của một số người trên cái lộ trình tiếp cận Phật Pháp, thì cái gọi là kinh bất liễu nghĩa. Chẳng hạn kinh Địa Tạng, các vị đem kinh Địa Tạng, các vị đi so sánh, các vị hỏi chân lý hoài, ai nói cho được? Và những vị thầy mà cứ miễn cưỡng y kinh giải nghĩa là giải sai. Rồi bài đặt nói Phật nói này, Phật nói kia, Phật nói nọ, thật ra Phật không nói kinh Địa Tạng. Nhưng mà tại sao khi chúng ta đưa ra bản kinh đó, chúng ta phải đề cập Đức Phật có nói, triết lý của Đức Phật nói có đề cập trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà nội dung toàn bộ như vậy
các vị cho rằng Đức Phật nói từ A tới Z như vậy là không đúng. Bởi vì kinh đó kinh phương tiện để đáp ứng một bộ phận nhu cầu nào nó đang có cái nhu cầu tới đó đó. Nhu cầu lương thiện, đạo đức, hiếu thảo, nhu cầu hướng thiện gì đó ở làm lắm giữ nó tới đó đó. Thì những cái kinh này gọi là kinh bất liễu nghĩa. Cho nên những cái câu mà đề cập đến những cái bản kinh mà cầu nguyện sao làm thân nam tử đó, thì đây là nếu đứng về vị lý thì người ta muốn rằng là đời đời mình sinh ra không phải là một con người ý chí hèn hạ, yếu kém, nhu nhược, mà một con người phải là trượng phu để con người gặp được Phật Pháp, và là con người có ý nghĩa lớn cho cuộc đời như các hàng Bồ Tát vậy đó. Vậy thì ở trong cái thời kỳ của Đức Phật, một người nữ như cỡ là Thắng Mang hay là người nữ như cỡ gọi là Visakha, thì những người đó nó có giá trị gấp trăm ngàn lần những người đàn ông chứ. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Rồi tôi nói với các vị, thật ra những cái từ ngữ đề cập ở trong cái nhiều bản kinh mà chúng ta đọc thấy rằng là cần đề cao đến cái vai trò của nam tử này kia cái nọ là do bối cảnh lịch sử nha. Nếu mà bối cảnh lịch sử ngày xưa giống như nước Mỹ hiện giờ thì không ai có nguyện ra làm thân đàn ông đâu. Không, tôi nói với các vị là như vậy. Các vị cũng phải thừa nhận một điều thực tế. Cái này là vì cái vấn đề phát triển của ngành tâm lý, của ngành xã hội. Người ta muốn cân bằng lại tất cả các thứ trong cái thời hiện đại thôi. Nhưng mà đứng về thời quá khứ, người ta cũng không chọn lựa đưa vai trò của nữ giới lên cao như vậy. Nếu đứng về thời kỳ của bộ lạc, bộ tộc, đứng về thời kỳ xâm lược, thì người nữ không thể nào có một vai trò cơ bản là hơn nam giới được. Để bảo vệ bầy đàn trong một cái thế giới hoang dã, con đực lúc nào cũng là đóng vai trò thủ lĩnh, nó để bảo vệ bầy đàn. Và bộ lạc chúng ta ngày xưa lấy sức mạnh quan trọng cho cái việc bảo vệ cái bộ tộc, bộ lạc hay là một nhóm người. Cho nên vai trò của nam giới từ một quá khứ nó đã được một cái thiên phú rất tự nhiên về mặt cơ thể học, tức là về mặt sức lực. Cho nên tự nhiên chọn lựa và hoàn cảnh xã hội tự nhiên nó trở thành, chứ không phải là cái chuyện mặc định ai hết á. Những con người có thế mạnh, những con người có sức lực trong một giai đoạn, các vị coi những bộ phim mà gọi là cổ trang của châu Âu hay là của phương Tây, các vị thấy những cái bạo lực của cái giới mà gọi là nam giới thời xưa, người ta sử dụng tất cả các cái vũ khí, những cái này cái kia, và lợi thể hiện những cái người mà có sức mạnh về cơ bắp là những ưu thế trong một cái giai đoạn. Các vị coi những cái phim ở đấu trường La Mã, các vị sẽ thấy rằng cái sức lực của con người để quyết định cho sự thành bại sống chết và sự lãnh tụ các thứ nó lớn như thế nào. Cho nên đó là quy luật rất là tự nhiên của cả một quá trình, rồi dần dần biến lại nó trở thành cái gì? Do ưu việt của cái giới nam, nó trong một quá trình lịch sử như vậy nó trở thành cái ưu việt, và phụ nữ trở thành cái thứ yếu một cách rất tự nhiên từ ban đầu. Các bạn hiểu không? Nếu ngày xưa phụ nữ muốn chiến đấu hay là muốn để trở thành thủ lĩnh cũng ngóc đầu lên không có được đâu, đâu đủ sức để mà lên. Còn cái thời điểm này nó cần sức lực, tao bấm cái là cỡ nào cũng chết hết á, có phải không? Như vậy nó đâu cần một cái người đàn ông có cơ bắp mới bấm được. Một người phụ nữ mà chưa tập võ gì hết đó, không có cần gì đâu, tao bấm coi mày chết đâu. Cả thế giới này tao bấm một nút coi mày chết đâu. Đâu phải cần một cái người ghê gớm. Tại vì cái xã hội nó phát triển khác đi, nhu cầu mọi thứ khác đi, thì vai trò của nữ giới bắt đầu khác đi. Và ở Việt Nam chúng ta hiện giờ cũng đã đưa ra các vấn đề gọi là quan điểm về bình đẳng nam nữ. Nó không có đưa ra một cái vai trò trở thành một cái thứ yếu so với nữ giới như ở phương Tây. Thật ra ở phương Tây người ta đưa cái quyền lợi của nữ giới lên rất là hay. Bởi vì trên cơ bản nhất, người phụ nữ có giận người đàn ông đấm 10 đấm không có chết, chạy chạy thôi. Nhưng mà đàn ông mà đi giận nên nó đấm một cái đó là sẽ đi bệnh viện hoặc là nằm chết tại chỗ. Có đúng không? Chính vì chỗ đó đó. Cái này làm luôn đi. Cái này cái gọi là cái nhân văn, cái tầm nhìn, người ta mới đưa cái quyền lợi của nữ giới đi lên. Người ta kìm người đàn ông lại để kìm bớt đi cái tác hại của nó.
kìm bớt đi những sự nguy hiểm của nó. Đây là cái văn minh của một giai đoạn phát triển. Không ai giải thích, nhưng mà tự nhiên chúng ta phải hiểu về điều đó, nó là như vậy. Cho nên các vị cần phải biết những một số các cơ bản là vì sao nam giới có lợi thế, vì sao nữ giới có lợi thế, vì sao trong một số những bản kinh người ta đưa đề cập đến cái vấn đề gọi là có cái nguyện để trở thành cái người trượng phu hay là như vậy đó, là cái đó phương tiện tùy vào cái nhu cầu của đại bộ phận quần chúng. Và những cái đó nó làm cho con người phụ nữ nó có một chỗ nương tựa trong một giai đoạn mà thấy mình là kẻ thứ yếu, mình là người chịu thiệt thòi về mọi mặt. Cho nên là đến với Phật Pháp, mình thấy rằng mình có nguyện vọng như vậy để mình an tâm và mình tha thiết và gắn bó với con đường đó. Đây cũng là một cái cách phương tiện để mà gọi là đưa đạo đến với cuộc đời. Thầy nói như vậy chú có cảm thân được không?